hôm nay á, hôm nay là bọn em sẽ quay video từng con một của đàn này cho mọi người xem nhá. Đầu tiên em sẽ test thần kinh trước. Này, sợ không? Tí nữa đủ người thì em sẽ mang ra kiểu như là test thần, quay từng con một rõ ràng cho các anh chọn cho dễ, đúng không? Sợ không? Con nó sẽ theo con bố. Nghĩa là chó theo cha đúng không? Chó theo cha, con bố bao giờ phải đẹp, thần kinh căng thì là chó con mới ra chất được. Đây mọi người thấy không? Màu mảng quá đẹp luôn. Trong đó thần kinh thì căng đét. Ui dồi ôi, lồng lộn hết cả lên. Sợ không? Cái này là cái tải nhá mọi người, mọi người nhìn đây là cái tải mà cái rẻ đâu. Cái tải mà nó rất là khó cắn rồi đúng không? Ngày hôm qua đã đi một em cái, chưa kịp quay video. Đã đây rất là khó cắn rồi mà bọn nó không có nào. Đây cả đàn cắn nhất chứ không phải là mà cắn một con hai con đâu. Đấy, cái đàn này là những anh chị nào mà đến tận trại trực tiếp bắt rất là tuyệt vời luôn đấy, chọn con đẹp nhất. Đến tận nơi thì đến tận nơi đến lúc nào em cũng ưu tiên thật mê luôn đúng không? Có anh đến tận nơi nhìn con nhé. Rồi quay từng con một nào. Anh Thịnh bắt một con mà không chịu được luôn. Từ từ đã anh ạ, từ từ đã. Kinh nhỉ, gầm gừ đỏ không? Đỏ mà to. Đỏ không? Sướng á. Đây em quay từng con một cho mọi người xem nhá. Một bạn. Một bạn em cái. Chưa chuyển video này. Cái. Ra đây. Tôn tôn. Thấy bọn nó đang được cắn trong kia tự nhiên bắt mình. Bắt mình ra lẻ loi ghê. Người này. Nhìn thích chưa? Đẹp không? Màu đỏ không? Đỏ nhỉ? Da nắng nó đỏ. Da nắng đỏ au luôn. Tơ nguyên đấy. Ôi trời, thích dã man, nó mềm cực. Lông nó vẫn còn lớp lông tơ, lông sữa mà. Đây cái. Đây, xinh mặt đầu đủ to. Thực ra con này cũng mũ phương che mất rồi. Có yếm trắng đấy. Có một chút yếm trắng nhá. Đây này, bọn em sẽ có hai máy, một máy quay dài cho đăng lên kênh cho mọi người xem, một máy mà em sẽ quay riêng từng con một đấy. Sẽ quay ngắn video ngắn. Thế kiểu ô sớm cực kì. Cẩn thận cho vào lại nhầm. Lại tiếp tục một bạn cái nữa. Cái tiếp, đây thêm một bạn cái. Ui, mấy con kia còn lại kìa, nó giật cái tải, sợ không? Chứ cái đàn này nó đỏ đấy, nhưng mà chuồng bọn em vừa đốt khử trùng ấy. Đây. Nên là nhìn đỏ hơn. Con này kiểu... Lâu sau này lên đỏ lắm này. Đỏ quá trời ấy, nó sẽ hay dùng mất cái sợi đen đen đây rồi. Ở dưới bụng lâu còn như ánh kim ấy. Đây, mọi người xem căng không? Sợ thật, con nào con đấy. Đang cắn mà sao lại lôi ra. Được. Được đầu tiên. Giờ mới thấy mẹ em đẹp trai. Yếm trắng to. Yếm trắng cầm đen. Cắn nhau xuất đầu ra này. Đàn này nó gấu cực. Lưng đây. Thỏ tay vào bắt tận lớp rồi. Sau cái lông thì vẫn là đỏ nhưng mà đen này mới bị dềm tí nhỏ nhỏ ấy. Đen gầm đen nhờ. Tay phương chắc bây giờ cũng đen xì gầm. Đây, mọi người thấy không? Đàn này nuôi quá mê luôn. Thần kinh nó căng. Béo này. Đực. Tiếp. Đây, thêm một bạn đực. Đang ngồi bên này. Ngồi sang bên này đi phương. Nó mới nhìn rõ chó. Con này gầm đen. Gầm đen, chân đen này. To. Đầu đây. Đẹp không? Nó cứ vích 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 đít đi. Giờ cho ngồi được. Anh Thịnh đang quát chó trong kia. Đánh nhau ở mầm. Đỏ chưa? Đỏ ao nhé mọi người nhé. Vẫn chơi. Ngoài có một chó đó là nó cắn suốt ngày mất. Nắng quá đây không thì cho bọn này vào để ở đây phơi nắng ấy. Một bạn đực gầm đen. Ngực nó nhìn hay cực, chỗ này nó trắng trắng nhá. Chuẩn bị gì luôn. Tí nữa Phương xong rồi. Chị Thúy ơi, quay lại cho em một cái video này kỹ một chút về con này nhé. Em có một anh ở Lào anh đặt đấy. Lưng đỏ au luôn. Phấn. Mặt này to phết. Tai dựng này, tai con này lên được. Quay một cái chút. Hay là để con này lại xong quay một mình nó nhỉ. Alo ạ. Để lại tí quay xem. Không, một tí thôi, không vấn đề gì đâu. Vẫn nhận ra mà. Bắt con đực kia trước kìa Phương à. Con đực đỏ kìa. Anh ở đâu? Anh qua xem trực tiếp xong rồi anh trả bao nhiêu trả. Tại vì xe em là